Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn rằng: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý khách đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đến xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn. Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi chu diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời là không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận tốt xấu cũng tập họp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hai bài đọc Kinh Thánh, một bài Cựu Ước và bài Tân Ước, đều đề cập đến tiệc cưới hay là bữa tiệc mà Thiên Chúa thiết đãi dân của Người. Rồi bài thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Philippe thì Ngài vui vì dân thành Philippe đã nhớ đến Ngài giữa khi mà Ngài gặp quẫn bách. Nhưng mà Thánh Phaolô cũng khuyên họ là không cần phải lo lắng cho Ngài quá, tại vì đối với Thánh Phaolô, một cuộc đời luôn gắn bó với Thiên Chúa, nên vì vậy mà sự trợ giúp của anh em là tốt, đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Nhưng mà còn việc mà con người gắn bó cuộc sống của mình với Thiên Chúa thì lại là một điều tốt hơn, và đó chính là tiệc, dự tiệc vui với Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu đề cập đến hai cái bữa tiệc. Một cái bữa tiệc là tiệc của thời thiên sai, và một bữa tiệc là bữa tiệc cánh chung. Cả hai bữa tiệc này đều gộp chung vào trong bài tin mừng ngày hôm nay. Thứ nhất là việc Chúa Giêsu đề cập đến việc là Thiên Chúa mời gọi người ta đến dự bữa tiệc, là bữa tiệc cưới hay là bữa tiệc của thời thiên sai. Trong kế hoạch của Thiên Chúa thì Thiên Chúa muốn cứu chuộc mọi người ngay từ khi mà tổ tiên, tức là ông A-dông phạm tội. Thiên Chúa vẫn muốn cứu và ban ơn cứu độ và ban muôn hồng ân cho con người, để con người có thể quay trở lại với Thiên Chúa và sống công chính. Nhưng mà những người được mời dự tiệc đầu tiên là những người mà được Thiên Chúa tuyển chọn, là dân thành Jerusalem, hay có thể nói là dân Do Thái. Những con người này trong cuộc sống dần dần họ đã quên đi việc mà Thiên Chúa mời gọi họ, nên vì vậy mà họ thờ những thần khác, hoặc là họ đã phản bội Thiên Chúa bằng cách sống nhiều khi vô luân,
bằng cách sống nhiều khi chạy theo cái thế giới vật chất này. Và vì vậy mà Đức Giê-xu nói, những người này người đi thăm nông trại, người thì đi buôn, người thì viện lý do này, viện lý do khác. Và rồi thậm tệ hơn là có những người không những phản bội Thiên Chúa mà còn họ còn giết các ngôn sứ và sau cùng giết cả đấng thiên sai là Chúa Giê-xu Ki-tô. Và vì vậy những con người đã được mời gọi này từ chối dự bước tiệc với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa hay là nhà vua đã ra lệnh cho các đầy tớ là đi khắp các nẻo đường rồi mời gọi mọi người tốt xấu gì cũng vào dự tiệc. Đây chính là bữa tiệc thiên sai, tức là bữa tiệc của đấng cứu thế. Thiên Chúa mời gọi mọi người tham gia vào đời sống của giáo hội và mời tất cả mọi người, người tốt cũng như người xấu, để từ đó họ vào tham gia vào đời sống của giáo hội. Họ được lãnh nhận những ơn thánh của Thiên Chúa, để qua đó họ canh tân đời sống của mình. Và chính cái việc mà canh tân đời sống của mình để nên giống đời sống của Chúa Kitô sẽ dẫn họ vào thiên quốc, tức là dẫn họ vào dự tiệc cánh chung. Và ở đây bài Thiên Mừng cũng đề cập đến việc mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta vào giáo hội của Chúa, thì cũng đòi hỏi mỗi con người khi gia nhập giáo hội phải có một sự canh tân đời sống qua những ơn thánh mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Và vì vậy để có thể tham dự hoặc là sống trong giáo hội, dầu rằng chúng ta có như thế nào, tội lỗi hoặc là những nết xấu như thế nào, nhưng chúng ta nương tựa vào ơn của Thiên Chúa để chúng ta thay đổi cuộc sống của mình. Và cái bữa tiệc cánh chung mà Chúa Giê-xu đề cập đến hôm nay, bằng việc là chính ông chủ nhà vua đó, đi vào dự tiệc cưới và nhìn thấy một người không có mặc áo cưới, thì nhà vua hỏi và sau cùng đã loại ông ra khỏi bữa tiệc vào chốn tối tăm. Vậy Thiên Chúa mời gọi chúng ta vào hưởng những cái ơn thánh của Ngài trong giáo hội, và Chúa ban cho chúng ta rất nhiều những hồng ân. Nhưng mà Chúa cũng đòi hỏi chúng ta là phải có một cái khuôn khổ, phải đi vào một cái đường lối mà Thiên Chúa muốn. Vào giáo hội không có nghĩa là muốn sống thế nào cũng được, nhưng mà là sống theo những lời dạy của Thiên Chúa. Có như thế thì người ta mới là những người được gọi là tượng trưng bằng cái việc mà người ta mặc áo cưới. Còn những người gia nhập vào giáo hội của Chúa Giê-xu mà không mặc áo cưới có nghĩa là họ là những con người không đi theo đường lối của Thiên Chúa. Và chính những con người này không phải là đã được rửa tội hay thêm sức hoặc là đi lễ nhà thờ mà có thể nói rằng mình sẽ được chung vui cùng Thiên Chúa trong bữa tiệc cánh chung. Nhưng mà để có thể chung vui với Thiên Chúa trong bữa tiệc đó thì đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có một cái nỗ lực cộng với ơn thánh của Thiên Chúa, là chúng ta phải mặc lấy cái áo cưới chứ không phải là mặc một cái quần áo khác. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời của ngôn sứ Isaiah ngày hôm nay cũng đề cập đến bữa tiệc cánh chung này. Một bữa tiệc mà ngôn sứ Isaiah nói là bữa tiệc được dọn ra, nào là thịt béo, nào là bê ngon, nào là rượu. Tất cả những cái đó nói lên cái niềm vui. Khi mà một bữa tiệc có rượu
thì người ta nói chuyện hết sức là vui vẻ. Và những cái lễ vật xưa kia người ta dâng hiến Thiên Chúa bằng những con bê béo, bằng những con cừu non, bằng những thú vật rất tốt, thì trong cái bữa tiệc cánh chung, tức là tiệc ở trên trời, Thiên Chúa trao ban cho người ta được có một sự thông hiệp với Thiên Chúa khi cho người ta được ăn uống như vậy. Nên kính thưa cộng đoàn, chúng ta là những Kitô hữu đã được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn để vào trong hội thánh của Thiên Chúa, và Chúa ban cho chúng ta những lời của Ngài để cho chúng ta có một cái thức ăn thiêng liêng. Và đồng thời Chúa lại trao ban cho chúng ta tất cả những anh chị em đồng đạo và cả những con người sống tốt lành ở trong xã hội nữa, để mỗi người khuyến khích nhau sống theo lời của Thiên Chúa. Có như thế thì mỗi người chúng ta sau khi đã dự những cái bữa tiệc thánh thể, bữa tiệc lời Chúa trong đời sống mà chúng ta đang sống đây, thì bữa tiệc thánh thể cũng như là bữa tiệc lời Chúa đó sẽ dẫn đưa chúng ta vào thiên quốc để dự tiệc vui với Thiên Chúa, tức là thông phần vào cái sự thánh thiện của Thiên Chúa, sự trường cửu của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa ngày hôm nay khuyến khích mỗi người chúng ta, đó là Thiên Chúa yêu chúng ta, Thiên Chúa ban ân sủng cho chúng ta, và Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta phần thưởng nước trời. Và để có thể đáp lại lời mời gọi và sự yêu thương của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa cũng đòi hỏi chúng ta là phải sống, cố gắng hằng ngày sống đẹp lòng Chúa, từ bỏ tội lỗi, từ bỏ những nết xấu, từ bỏ hận thù, để từ đó chúng ta được dự tiệc vui với Chúa mãi mãi, tức là được thông hiệp với Thiên Chúa, được sự bình an và hạnh phúc.